Tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982 trong 6 tháng đầu năm, nhiều sự vất vả. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, 12 con giáp luôn là hình tượng thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của mỗi người Á Đông chúng ta. Chắc hẳn việc mình thuộc con giáp nào là điều mà ai cũng biết. Bước sang năm 2021, những cô chú tuổi Nhâm Tuất 1982 trong năm 2021 có khá nhiều biến động do ảnh hưởng của hình thái tuế. Cạnh tranh trong công việc nhiều hơn làm tăng nguy cơ phạm tiểu nhân, họa thị phi luôn rình rập. Cô chú tự làm, tự ăn, không mong chờ người khác giúp đỡ. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay để có thể nắm rõ được vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của cô chú tuổi Nhâm Tuất 1982 trong 6 tháng đầu năm 2021. Quý anh chị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh để có thể theo dõi được những video mới nhất từ chương trình. Quý vị thân mến, sau đây sẽ là phần đánh giá tổng quan về tử vi tuổi Nhâm Tuất trong năm 2021. Sau tháng đầu năm Tân Sửu 2021, vận trình năm của tuổi Nhâm Tuất có khá nhiều biến động do ảnh hưởng của hình thái tuế. Phương diện công việc của cô chú có nhiều thay đổi. Tiếc rằng không được như mong muốn, có sự cạnh tranh nhiều, làm tăng nguy cơ phạm tiểu nhân, họa thị phi luôn rình rập. Nhưng may mắn thay, cô chú vẫn có thiên đức và thái âm các tinh hỗ trợ. Trong gian khó, cô chú nhìn thấy không ít cơ hội vươn lên. Tuy nhiên, cơ hội chỉ đến với những ai chủ động nắm bắt và không ngừng nỗ lực đạt được. Tình hình tài chính có nhiều biến động, lúc khởi sắc thì cực vượng, khi vận suy lại cực hung, được khá nhiều và mất cũng rất lớn. Về kinh doanh của cô chú khó khăn, đầu tư nhiều rủi ro, lại có kiếp tài và thương quan mang họa hao tổn tiền bạc tác động, rất dễ mất tiền oan. Vì vậy, cô chú cần đề phòng bị mất trộm tài sản quý hoặc bị kẻ xấu lừa gạt tiền đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, vay nặng lãi. Tuy có quý nhân giúp đỡ lúc khó khăn, nhưng đa phần đều do nỗ lực bản thân là chính. Các mối quan hệ của cô chú cũng không được tốt đẹp, dễ sinh bất hòa đối với những người xung quanh. Thậm chí, cô chú còn bị lôi kéo làm chuyện xấu, khiến tiền bạc thất thoát. Về sức khỏe, cô chú dù không có nguy cơ nghiêm trọng nào tiềm ẩn, song có thể bị thương, tai nạn, sự cố trong quá trình di chuyển. Chú ý khi điều khiển phương tiện giao thông. Để có một năm bình an và gặp nhiều may mắn của cô chú tuổi Nhâm Tuất thì nên mang theo bên mình kim bài thái tuế nhằm nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh, từ đó có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển. Sau đây, xin mời cô chú hãy nghe chi tiết về tuổi Nhâm Tuất 1982. Đầu tiên, về công danh sự nghiệp. Do cục diện tình hình cản trở không nhỏ tới con đường công danh, sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất, khiến cô chú thiếu tính chủ động, lại dễ đắc tội tiểu nhân vì sự bảo thủ của mình. Sự cạnh tranh trong công việc của cô chú với đồng nghiệp cũng nhiều hơn. Thị phi mâu thuẫn liên miên, thậm chí rằng còn bất đồng quan điểm với cấp trên, ảnh hưởng tới tinh thần làm việc. Tuy nhiên, sẽ có những thời điểm cô chú nhận được sự hỗ trợ từ hai cát tinh, thiên đức và thái âm. Điều này càng khiến cô chú tâm trí thêm vững vàng và có động lực phấn đấu hơn. Cô chú hoàn thành tốt chỉ tiêu đã đề ra. Lời khuyên dành cho cô chú tuổi này, hãy luôn chủ động trong tất cả mọi việc, tự lực cánh sinh, có chính kiến là tốt, nhưng cũng cần học cách tiếp thu để hoàn thiện bản thân. Thầy phong thủy khuyên rằng, để mọi việc phát triển một cách hành thông và thuận lợi, cô chú tuổi Nhâm Tuất nên mang bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất để hóa giải thị phi, mâu thuẫn giữa các mối quan hệ và xua đuổi hung tinh, tiểu nhân quấy phá.
Đồng thời, chiếu cát lành, may mắn và các khí quý nhân giúp cô chú trong công việc được hành thông, thuận lợi, quan hệ công việc dần tốt lên. Thứ hai, về phương diện tiền bạc và tài chính. Tình hình tài chính của các cô chú sẽ có nhiều nguy cơ hao hụt do chi tiêu không có kế hoạch và còn vì cả tin nên sẽ bị người khác lợi dụng. Có những thời điểm cô chú tiêu tiền không cần suy nghĩ vì tính hiếu thắng của mình. Đây là một thói quen không tốt, cô chú cần thay đổi càng sớm càng tốt. Bởi vì tiền bạc được kiếm bằng mồ hôi, xương máu nên cô chú càng cần phải quý trọng và chi tiêu sao cho hợp lý. Nếu cô chú là người làm công ăn lương, ít bị tác động bởi cục diện tương hình hơn khối người làm tư, làm chủ, bởi nguồn thu nhập chính vẫn không thay đổi nhiều. Kinh doanh khó khăn nên là lĩnh vực liên quan đến ngành du lịch, dịch vụ hay giải trí. Trong 6 tháng đầu năm, cô chú có nguy cơ mất tiền vì đầu tư không đúng chỗ khi nghe lời bạn bè rủ rê. Dù đã dốc rất nhiều tiền vào dự án đó, nhưng đều như muối bỏ biển, bỏ ra nhiều, nhưng thu hoạch lại chẳng được bao nhiêu. Tốt nhất, không nên tham gia dự án đầu tư bất động sản, tránh những hoạt động đầu tư mạo hiểm, không nên tùy tiện mở rộng thị trường. Các dự án hợp tác cũng nên tìm hiểu kỹ càng về đối tác. Cô chú nên duy trì những mối quan hệ lâu năm, đáng tin tưởng, thận trọng với người mới quen biết. Tuy nhiên, cô chú cần đề phòng bị mất trộm tài sản quý hoặc bị kẻ xấu lừa gạt tiền đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, vay nặng lãi. Thầy Gia Cát khuyên rằng, để có thể tăng vận may mắn và cải mệnh, cô chú tuổi Nhâm Tuất cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí nhà Phật sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho cô chú. Ngoài ra, vẫn còn giúp nghênh đón quý nhân tương trợ và bảo vệ bản mệnh trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư. Thứ ba, về tình duyên, gia đạo. Ở phương diện tình cảm của cô chú tuổi Nhâm Tuất có dấu hiệu đi xuống, xuất hiện nhiều trục trặc, mâu thuẫn phức tạp. Với người đã có đôi hoặc đã lập gia đình, vợ chồng sẽ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn, sự hậm hực trong lòng chỉ đợi thời cơ là bùng nổ. Nguyên nhân cũng bởi cả hai quá bận rộn với công việc của riêng mình nên ít có thời gian trò chuyện, tâm sự, chia sẻ với nhau. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, cả hai dần hình thành thói quen tự mình giải quyết thay vì chia sẻ với nửa kia. Đến khi mọi chuyện vỡ lở mới khiến lòng tin lung lay, thay vào đó là sự nghi ngờ, ghen tuông khiến mối quan hệ đứng trên bờ vực đổ vỡ. Với người độc thân, cơ hội cải thiện tình trạng lẻ bóng trong năm nay của cô chú không nhiều. Quý gia chủ cũng trở nên bị động, không muốn chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình. Cho dù có đang trong một mối quan hệ thì cũng vì sự mập mờ, mãi không có tiến triển mà sinh ra sự chán nản, xuyên đến lại đi khó thành. Trong thời gian này, cô chú nên đeo vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất, để năng lực của tam hợp khí sẽ giúp cô chú đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ, đặc biệt là giúp gia đạo êm ấm. Về mặt sức khỏe của cô chú tuổi Nhâm Tuất, bình thường thể trạng của cô chú tuổi Nhâm Tuất khá tốt, ít khi đau yếu. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, tuổi Nhâm Tuất lại là một trong 5 con giáp phạm thái tuế 2021. Do tác động của hình thái tuế, cuộc sống nhiều biến động và áp lực khiến sức khỏe giảm sút, dễ đau yếu, nhất là vào thời điểm giao mùa. Thời khí vượng nhắc nhở những cô chú tuổi Nhâm Tuất cần chú ý tới các vấn đề về tim mạch, tiêu hóa. Vì vậy, cô chú nên duy trì thói quen sinh hoạt tốt, phòng tránh nguy cơ bị lão hóa do tuổi tác và ảnh hưởng từ môi trường. Ngoài ra, cô chú nên chú ý đi đứng thận trọng, tránh tai nạn bất ngờ. Cùng với đó, cô chú nên cải thiện sức khỏe bằng cách suy nghĩ tích cực, không tham công, tiếc việc, nghỉ ngơi khi thấy cơ thể phát ra những tín hiệu khó chịu. Thầy Phong Thủy khuyên cô chú hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng sẽ giúp cô chú xua đuổi hung tinh, tà ma, vận hạn trong năm. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ cô chú tuổi Nhâm Tuất dù ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào. Sau đây sẽ là dự báo vận hạn 6 tháng trong năm 2021 cho tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Đầu tiên, vận hạn trong tháng 1 âm lịch.
Tháng đầu tiên của năm 2021, nhờ được tam hợp nâng đỡ, nên vận khí tuổi này vẫn hết sức ổn định, mưu sự suôn sẻ. Cô chú luôn có sự an vui, có hỷ tín trong nhà, tin vui từ xa báo tới. Tuy nhiên, tình hình tài chính trong tháng này không quá khả quan. Tháng 2 âm lịch. Bước sang tháng 2 âm lịch, sự nghiệp của cô chú tuổi Nhâm Tuất có trợ lực nhất định, nhưng không lớn. Bằng trí thông minh và tài ngoại giao khéo léo, cô chú vẫn đạt được mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, cô chú gặp được quý nhân lục hợp sẽ giúp giải quyết khó khăn, có dấu hiệu tăng tiến về tiền bạc. Tháng 3 âm lịch. Công việc đối diện với nhiều thách thức, áp lực lên xuống, thăng trầm bất ổn. Có những việc tưởng chừng sắp hoàn thiện, nhưng giữa chừng lại bị dừng lại do sự cố hoặc lý do khách quan. Tương xung cũng khiến vận trình tình cảm xuống dốc, khiến cô chú dễ nóng nảy, suy nghĩ bế tắc, thậm chí suy diễn về những điều vô căn cứ, rồi ghen tuông một cách mù quáng. Vì vậy, cô chú tuổi Nhâm Tuất cần cẩn thận, chẳng có tiểu nhân quấy phá, đề phòng, mất tiền của, hết sức chú ý về vấn đề này. Tháng 4 âm lịch. Vận trình của cô chú đang có những sự khởi sắc đúng như mong muốn, đặc biệt là ở sự nghiệp và tài lộc. Tháng này, cô chú tuổi Nhâm Tuất được các tinh chiếu mệnh ở cùng công danh mang đến quý nhân phù trợ, được dìu dắt và chỉ bảo tận tình. Cô chú biết tận dụng thời cơ, còn có thể được thăng quan, tiến chức ngay trong tháng này. Đặc biệt, nếu cô chú có thể đi xa thì có nhiều cơ hội tốt hơn. Bên cạnh đó, cô chú cần chú ý đến sức khỏe, đau yếu sẽ gây hao tán tiền bạc. Thứ năm, vận hạn tháng 5 âm lịch. Tháng này có tam hợp cục thúc đẩy vận trình tháng 5 bừng sáng, đại cát đại lợi, nên mưu sự của cô chú rất dễ thành. Vì vậy, công việc của cô chú sẽ thuận lợi, tiền đồ sáng lạn, rất thích hợp phát triển quy mô làm việc, thử sức với các hạng mục lớn hơn. Cơ hội luôn chia đều cho tất cả mọi người, nếu cô chú không biết nắm bắt thì nó sẽ thuộc về người khác. Bên cạnh đó, tháng này cô chú còn được âm dương phù trợ, xuất hành xa thuận lợi, gặp người quyền thế giúp đỡ. Tử vi tháng 6 âm lịch. Đây là tháng báo hiệu khá nhiều biến động xấu, cô chú bị áp lực trong tháng tăng lên khá rõ, làm việc gì cũng không thuận lợi. Sự hăng hái và nhiệt tình cho công việc của cô chú cũng vì thế giảm sút, khiến sự nghiệp phát triển trì trệ. Đồng thời, phương diện sức khỏe cũng không mấy khả quan. Cô chú nên đề phòng các bệnh về hệ tiêu hóa và tim mạch. Cùng với đó, nên bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc bản thân để cô chú tránh gặp rắc rối về chuyện tình cảm, gia đạo bất an. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của cô chú tuổi Nhâm Tuất trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn của cô chú tuổi Nhâm Tuất. Trong 6 tháng đầu năm 2021, cô chú tuổi Nhâm Tuất bị sao Thái Bạch chiếu mệnh. Đây là sao xấu gây hao tán tiền bạc. Dân gian có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà, công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất tiền, mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Sau này xấu nhất là tháng 2, 5 và kỵ màu trắng quanh năm, và xấu nhất cho những người mạng kim và mạng mộc. Không những vậy, cô chú còn gặp phải hạn thiên tinh. Khi gặp hạn thiên tinh, phải đề phòng ngộ độc. Đi ra ngoài, cần cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay, vạn gió, nên chú ý lời ăn, tiếng nói. Cô tuổi Mậu Tuất cũng không may mắn hơn khi bị sao Thái Âm chiếu mệnh. Sau này thường đem lại cho nữ giới sự hài hòa, vui vẻ, hạnh phúc, may mắn tiền tài, nhất là liên quan đến bất động sản, làm cho được toại nguyện những ước mơ của mình. May mắn thời gian này cô gặp hạn nhỏ là hạn tam kheo, nên đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Thứ hai là luận hung căn niên vận 6 tháng đầu năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của cô chú tuổi Nhâm Tuất trong thời gian này gồm có sao Thiên Đức mang quý nhân phù trợ, còn có kình xương và quả tú gây cô khắc về mặt cảm xúc, đề phòng tai nạn bất ngờ. Cung tam hợp thì
thì có các cát tinh Thiên Việt, Thiên Khôi, Hồng Loan, Đào Hoa, Nguyễn Đức, Thiên Trù, báo hiệu vận quý nhân vượng, nhân duyên cát lành, có lộc ăn uống. Còn có các hung tinh Cô Thần, Thiên Không, Kiếp Sát, Hồi Khí, Tử Phù, gây trở ngại về tâm lý, gia đình có chuyện buồn khóc. Cuối cùng là cung xung chiếu gồm có các sao Tuần, Triệt, Quan Sách, cản trở khá nhiều tới công việc và các phương diện khác. Nhìn chung, quý mệnh bước sang năm Tân Sửu 2021, vận trình của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 có khá nhiều biến động. Phương diện công việc có nhiều thay đổi, tiếc rằng sẽ không theo cô chú mong muốn. Sự cạnh tranh nhiều hơn làm tăng nguy cơ phạm tiểu nhân, họa thị phi rình rập đến với cô chú. Các mối quan hệ khác của cô chú cũng không được tốt đẹp, sẽ sinh bất hòa đối với người xung quanh, thậm chí còn bị lôi kéo làm chuyện xấu, khiến tiền bạc thất thoát. Sức khỏe của cô chú dù không có nguy cơ nào tiềm ẩn, song có thể bị thương, tai nạn, sự cố trong quá trình di chuyển. Chú ý khi điều khiển phương tiện giao thông. Để vượng khí có thể phát triển tốt, nếu có thể hãy áp dụng các vật phẩm phong thủy để luôn có động lực phấn đấu lâu bền, vững tâm hơn, thu hút được nhiều sự may mắn cho cô chú, cải thiện sức khỏe tốt nhất. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi sẽ phần nào giúp ích được cho quý vị. Tới đây, chương trình của kênh Phong Thủy Gia Cát cũng xin phép được khép lại. Xin cảm ơn sự chia sẻ về những kiến thức phong thủy đầy bổ ích đến từ thầy Gia Cát. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể đón nhận được những chia sẻ về phong thủy vô cùng bổ ích. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành, ủng hộ cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.